Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải sai lầm chết người của ông Nguyễn Hòa Bình. Dư luận đã rất dị nghị về việc ông Nguyễn Hòa Bình, người đã quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm với tư cách là viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, nay lại ngồi ghế chủ tọa xét xử kháng nghị giám đốc thẩm. Vì vậy, có thể và đã có kết quả chứng minh mang định kiến tư pháp vào quá trình điều hành, xét xử, quyết định không vô tư, thiếu khách quan, rõ ràng đã vi phạm quy định tại Điều số 21 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng gửi đến Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày như vậy trong thư gửi đến ông. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi cho Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh như sau. Những vi phạm nêu trên đã tạo một tiền lệ hết sức nguy hiểm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án sau này. Đó là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng vẫn kết tội và kết luận có tội, với lập luận có vi phạm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, người đã ký kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Ông Phúc Tuệ, một đảng viên ở Hà Nội, đã gửi đến Thời báo DE nêu ra ý kiến của mình như sau. Có thể nói rằng với phát ngôn mạnh mẽ của mình trước cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đang chiếm thế thượng phong trước ông chánh án tối cao Nguyễn Hòa Bình. Lịch sử tư pháp của Việt Nam từ năm 1945 trở lại đây chưa bao giờ có việc tòa và viện công khai đối địch nhau, sử dụng báo chí, mạng xã hội để xỉ vả nhau và có thể xem ra như hai cơ quan này không có đảng lãnh đạo. Vậy tại sao lại có chuyện rất không bình thường này? Một câu hỏi được đặt ra. Nếu thận trọng xem xét lại thì thấy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra kháng nghị là hoàn toàn đúng luật, theo Điều 404 Luật Tố Tụng Hình Sự vào năm 2015, và sự khủng hoảng đến chính từ những sai lầm của ông Nguyễn Hòa Bình. Vậy ông Bình đã sai những gì? Một câu hỏi cũng tiếp tục được nhiều người đưa ra. Thứ nhất, ông Bình đã không chủ động báo cáo Ban Nội chính Trung ương, không báo cáo lên lãnh đạo Đảng, Chính phủ để tìm một cách xử lý khác, đó là tòa và viện công an cùng ngồi với nhau dưới sự chủ trì của Ban Nội chính để giải quyết vụ án. Thứ hai, Lão Bình đã lộ rõ sự cay cú muốn ăn thua với ông Trí và ông đã quá tự tin về trình độ của các thẩm phán ở đây. Đây là hình ảnh 17 trên 17 vị thẩm phán đã biểu quyết tán thành tuyệt đối tỷ lệ 100% cho việc y án tử hình Hồ Duy Hải, kể cả ý kiến cho rằng kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật. Nhưng ông Bình hoàn toàn không để ý thấy rằng 17 vị thẩm phán của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm thì 16 người đều là những người chưa từng xử án hình sự. Vì thế, họ không biết cách phân tích chứng cứ mà chỉ biết dựa theo những gì đã có trong hồ sơ. Tiếp nữa, chọn thời điểm xử án trước Hội nghị Trung ương 12 và trước kỳ họp Quốc hội là việc làm thiếu khôn ngoan, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng trở thành vấn đề chính trị và dễ bị suy diễn. Và thứ ba, ông Bình cho bưng bít thông tin ngay từ đầu bằng cách chỉ đạo cho báo Công lý được dự, còn các báo khác như của Viện Kiểm soát, của Công an, của Bộ Tư pháp, của Hội luật sư đều bị cấm hết. Việc bưng bít thông tin và chỉ cung cấp thông tin theo hướng có lợi cho mình đã biến phiên tòa trở thành mất dân chủ. Thứ tư, khi bị dư luận phản ứng thì một số thẩm phán đã có phát ngôn rất thiếu chuẩn mực, đồng thời sử dụng một vài báo thân quen lên tiếng để bảo vệ nhưng lại không đếm xỉa đến dư luận xã hội, thậm chí rất dại dột khi chỉ trích đại biểu Quốc hội. Và thứ năm, chọn cách đối đầu với Viện Kiểm sát là một sai lầm chết người của ông Bình, bởi lẽ ông Bình không đủ bình tĩnh để phân tích về pháp luật trên bản kháng nghị của Viện Kiểm sát. Và vị đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội này nói tiếp như sau. Bây giờ, ông Bình đã tự ngồi vào đống rơm và tự châm lửa đốt mình. Sự nghiệp chính trị của ông rất có thể coi như chấm dứt ở đây. Không ai có thể bầu cho một người bị gần như cả xã hội coi khinh. Đảng viên Nguyễn Phúc Tuệ đã đưa ra kết luận như vậy. Đây là hình ảnh Hồ Duy Hải lúc thực nghiệm điều tra với chiếc ghế đã bị đổi và một con dao rất trên bụng. Hình bên phải là chiếc ghế thật và phía dưới có một tờ báo. Điều chắc chắn là tờ báo ấy có dấu vân tay của hung thủ hoặc người liên quan. Nhưng hồ sơ vụ án đã không xác định những dấu hiệu này. Còn rất nhiều vi phạm nghiêm trọng như vậy, nhưng Hội đồng Giám đốc thẩm vẫn kết luận rằng không làm ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Nhà báo Vũ Hữu Sự nhận xét rằng, xem xét toàn diện quá trình giám đốc thẩm vụ án, tôi nhận thấy ngài Phó Giáo sư Tiến sĩ Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có trình độ tương đương với một sinh viên năm thứ nhất của trường trung cấp pháp lý.
loại trường chỉ tồn tại ở nước ta gần 30 năm trước. Luật sư Phạm Quốc Bình thì nhận xét một cách chua chát rằng vụ án này tất cả đều căn cứ vào một con số 0, không có chứng cứ, không có tang chứng vật chứng, tóm lại là không có gì sất. Vậy mà chúng nó, 17 đứa, đồng loạt giơ dao chém thằng bé. Và cử tri và người dân khắp cả nước, trong đó có cả những nhà chuyên môn, nguyên là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, chuyên gia luật, giáo viên đều cho rằng với những chứng cứ và lập luận mang tính chủ quan, áp đặt, Hội đồng thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao đã phán quyết đồng tình với hai bản án bị dư luận phản đối mạnh mẽ hơn chục năm nay để dễ dãi kết án tử hình một con người. Đặc biệt, dư luận cho rằng phán quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, đã dựa trên tư duy, quan niệm mang tính buộc tội, vấn đề cấm kỵ trong lĩnh vực hình sự. Và mặc dù công nhận nhiều sai sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra, nhưng lại cho rằng sai sót đó không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra sự đồng cảm và suy nghĩ của mình với nhiều người khác như vậy. Trên trang Facebook cá nhân có 200.000 người theo dõi, nữ nhà báo Bạch Hoàn đã viết rằng cơn bão phẫn nộ, mưa gạch đá, nước bọt và làn sóng căm phẫn của rất nhiều người quan tâm đến sự khao khát công lý đang ném thẳng về phía ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đây là hình ảnh các vật chứng để lại ngổn ngang trên hiện trường, thậm chí còn dính nhiều vết máu, nhưng 10 dấu vân tay của Hồ Duy Hải lại không hề xuất hiện. Điều này cũng được ông chánh án Nguyễn Hòa Bình bỏ qua. Ông Bình là một nhân vật có sự nghiệp chính trị với dấu ấn đặc biệt là ra quyết định không hủy án sơ thẩm, phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải. Bằng luận điệu, tuy điều tra sai phạm nhưng bản chất vụ án không thay đổi. Từ chuyện nhà cửa đất đai, tuổi tác đến những câu nói có vẻ hay mà làm như mèo của ông Bình đều bị lột chuồng rồi phơi bày ra công luận. Nhiều ý kiến nghi ngờ rằng có thể có bàn tay này, mưu đồ kia muốn đánh ông Nguyễn Hòa Bình. Tôi thực không quan tâm đến vấn đề ấy. Trong hệ thống chính trị này, tôi hoàn toàn không đặt nặng nhẹ ai lên ai xuống, người đi kẻ ở ra sao. Ai nắm quyền, ai thất thế, tôi vẫn là một phận dân nhỏ bé như tất cả các anh chị và các bạn. Tuy nhiên, vì còn sống nên ta cần phải làm một điều gì đó. Tôi từng là một nhà báo, đã rời khỏi hệ thống báo chí nhà nước, thì trong tôi vẫn còn những trăn trở của một người cầm bút. Đó là chưa kể, làm người sao có thể nín câm. Có lẽ vì đó, thứ mà tôi luôn theo đuổi chỉ đơn giản là tên lên tiếng trước bất công và vô lý, cổ vũ cho những cải cách và tiến bộ xã hội. Nhân sự việc của ông Nguyễn Hòa Bình, tôi muốn nói rằng tôi sẽ kiên trì viết, kiên trì phê phán và không ngừng đòi hỏi phải tôn trọng các nguyên tắc thực thi pháp luật, phải cải cách tư pháp, phải để công lý thực sự là công lý. Đó là mang đến lẽ phải, công bình. Đơn giản là vì những gì ông ấy đã làm đã xâm phạm thô bạo vào những giá trị mà tôi khao khát và xây dựng. Tôi không phục vụ cho phe nhóm chính trị, nhưng tôi luôn sẵn sàng dùng ngòi bút và phục vụ cho các giá trị mà tôi theo đuổi. Nhà báo Bạch Hoàn đã đưa ra quan điểm của mình như vậy. Còn giáo sư tiến sĩ khoa học Thái Vĩnh Thắng, cựu chủ nhiệm khoa pháp luật hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, từng tu nghiệp và lấy bằng thẩm phán của Trường Thẩm phán Quốc gia Cộng hòa Pháp tại Bordeaux. Ông Thắng đưa ra nhận định trong bài viết mang tựa đề "Nếu không hủy bản án giám đốc thẩm Hồ Duy Hải, uy tín của nền tư pháp Việt Nam sẽ bị sụp đổ." Đây là hình ảnh tại hiện trường với cây thớt đẫm máu bên cạnh thi thể nạn nhân. Vật chứng quan trọng như thế mà công an đã để mất đi rồi thay bằng cái thớt mua ở chợ đưa vào. Có thể thấy rằng tư duy của điều tra viên có vấn đề nghiêm trọng, hoặc có thể suy đoán họ đã cố ý tiêu hủy nhiều chứng cứ vì một mục đích và dưới sức ép nào đó. Bản án giám đốc thẩm và vụ án giết người mà bị cáo là Hồ Duy Hải bị buộc tội và bị kết án tử hình cần phải bị hủy bỏ. Niềm tin của người dân Việt Nam và công lý sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu bản án này không được hủy bỏ. Bản án này đã gây nên sự bức xúc và phẫn nộ trong xã hội, nhất là những người quan tâm đến công bằng, công lý, hiến pháp, nhà nước pháp quyền và quyền con người. Bản án giám đốc thẩm đã mắc những sai lầm nghiêm trọng sau đây. Thứ nhất là vi phạm nguyên tắc hồi tị. Theo đó, chánh án Nguyễn Hòa Bình không thể tham gia xét xử phiên tòa này vì ông đã từng tham gia vụ án này với tư cách viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ký quyết định không kháng nghị phúc thẩm. Thứ hai là vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội. Khi không có nhân chứng hoặc vật chứng chứng minh Hồ Duy Hải phạm tội thì phải coi như Hồ Duy Hải vô tội. Thứ ba là kết luận sai về sự vi phạm luật tố tụng của cơ quan điều tra mà lại không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Pháp luật tố tụng hiện đại của bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều quy định việc điều tra, truy tố, xét xử phải đúng quy định của pháp luật,
bất kỳ vi phạm nào trong quá trình điều tra đều dẫn đến phải hủy bỏ kết quả điều tra. Trong vụ trọng án giết hại hai mạng người và tang vật bao gồm dao thớt không được giữ lại, phải mua ở chợ để làm vật. Tương tự, mẫu máu lấy tại hiện trường không đem đi xét nghiệm ngay. Sau một tháng mới xét nghiệm nên không có kết quả rõ ràng. Buộc tội Hồ Duy Hải nhưng dấu vân tay ở hiện trường không trùng với vân tay của Hồ Duy Hải. Kẻ thủ ác thuận tay trái nhưng Hồ Duy Hải lại thuận tay phải. Đây là tình tiết mới do luật sư mới phát hiện ra. Thứ tư là vi phạm nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo và không đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại nguyên tòa. Trong trường hợp vụ án này, cơ quan điều tra vụ án có sự vi phạm rất nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Khả năng sửa án, hủy án là việc mà tòa án tối cao không thể không nhìn thấy, nhưng lại không triệu tập bị cáo. Có triệu tập luật sư nhưng luật sư không được tham gia phần tranh biện. Phải đợi đến khi có đề nghị của đoàn luật sư bào chữa mới được coi, gọi và đến phiên tòa. Như vậy đã không đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Thứ năm là không tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo nguyên tắc độc lập của thẩm phán. Chúng ta rõ ràng thấy rằng hình thức thể hiện ý chí của thẩm phán trong hội đồng thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao sẽ ảnh hưởng đến quyết định của họ. Chỉ có bỏ phiếu kín và các thẩm phán mới có thể hiện đúng ý nguyện của mình. Việc biểu quyết công khai sẽ buộc các thẩm phán phải nghiêng về ý kiến của chánh án vì làm trái ý của thủ trưởng sẽ gây cho họ khó khăn trong công việc về sau này. Hơn nữa, chúng ta đều biết rằng việc tiến từ biểu quyết công khai đến bỏ phiếu kín là một bước tiến rất tiến bộ trong chế độ dân chủ. Vì thế, các nguyên tắc bầu cử của chúng ta là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việc loại bỏ hình thức bỏ phiếu kín mà chọn biểu quyết công khai rõ ràng đã hạn chế tính độc lập của thẩm phán. Và những vi phạm và sai lầm ở trên đây, ở cấp độ giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao, rõ ràng là không thể chấp nhận được. Đề nghị Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng giám sát của mình để khắc phục sai lầm trên đây của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Và bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đề nghị 6 việc phải làm khi điều tra lại nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chánh án Nguyễn Hòa Bình tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa 12, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020 vừa qua. Tham gia phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, căn cứ để Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định kháng nghị bản án là bởi trong hai bản án có nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ, như thời gian xuất hiện của Hồ Duy Hải tại bưu điện Cầu Voi, khám nghiệm tử thi chưa rõ là làm rõ thời gian tử vong của nạn nhân, về những vật dụng, dao, thớt, ghế được mua về để thay thế là không đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt vì tài liệu tố tụng đưa ra ba con dao không nhất quán về mặt kích thước thì không thể khẳng định được con dao nào là công cụ gây án. Nhận định về mẫu than cho của việc đốt quần áo và dây lưng của Hải còn mơ hồ. Bên cạnh đó, quá trình tố tụng cũng chưa làm rõ việc bưu điện Cầu Voi hôm xảy ra án mạng có bị mất nước hay không, cũng như chưa làm rõ việc bán tài sản mà Hải lấy của nạn nhân, mới chỉ dựa vào lời khai của Hải. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, có nhiều tình tiết phải chứng minh theo quy định của pháp luật nhưng không được làm rõ, như việc lấy dấu vân tay ở hiện trường phải truy nguyên nhưng chưa được làm rõ, chưa lý giải được vì sao lại có nhiều mẫu dấu vân tay của nhiều người ở hiện trường nhưng lại không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Cơ quan điều tra chưa làm rõ được cơ chế hình thành vết thương ở trên vùng mặt và đầu của nạn nhân. Hai vết thương trên cổ của nạn nhân giống nhau cả về độ sâu và chiều dài của vết cắt. Đồng thời, theo lời khai của nhân chứng thì khu vực bếp ăn có hai con dao nhưng không được thu giữ, không có trong biên bản. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng nhấn mạnh trong phiên giám đốc thẩm, chủ tọa và điều tra viên đều thừa nhận có nhiều vi phạm về tố tụng như vi phạm về việc khám nghiệm hiện trường không thu giữ vật chứng, không truy nguyên dấu vân tay, không trưng cầu thời điểm chết của nạn nhân, không đưa biên bản lời khai, không nhận tội của bị cáo vào hồ sơ. Các lời khai của nhân chứng như Đinh Vũ Thường, Nguyễn Văn Nghị, Phùng Phụng Hiếu, Nguyễn Mi Dô, một số biên bản nhận dạng không có người chứng kiến. Một số biên bản lời khai hỏi cung của bị cáo không có ký xác nhận, ghi nhận sai mã số ghế chẳng hạn. Và qua đó, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị có 6 việc phải làm khi điều tra lại. Đó là thực nghiệm lại điều tra hiện trường, xác định dấu vân tay là của ai và các đối tượng tình nghi, trưng cầu giám định thời điểm nạn nhân chết, làm rõ cơ chế gây thương tích, xác định rõ hơn động cơ, mục đích gây án, bổ sung vào hồ sơ vụ án những tài liệu, chứng cứ đang có trong hồ sơ nghiệp vụ của các cơ quan điều tra.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẳng định có đủ căn cứ và thấy cần thiết phải kháng nghị hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để làm rõ mâu thuẫn, thiếu sót trong tố tụng. Những vấn đề trên cần phải khắc phục để đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải sai lầm chết người của ông Nguyễn Hòa Bình. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de